Hey guys, I hope that you are doing great over there, and welcome back to Beat English with another lesson. And for today, we're gonna take a look at the difference between will and be going to. Will and be going to. Get it? First, both of these vocabularies we use for a future event. Get it? Rồi nhé, hôm nay chúng ta sẽ học về cái bài sẽ, ok, sẽ tức là will, be going to là dự định. Ok, mình sẽ học về từ sẽ và từ dự định. Đó, để nói về một cái hành động, cái sự kiện xảy ra trong tương lai. Mình sẽ dùng những cái này cho thì tương lai nha các bạn. Thì sẽ tức là gì? Sẽ là tôi sẽ làm cái gì đó. Dự định là tôi dự định làm cái gì đó. Thì cái nào nó mang tính chất là chắc khả năng cao sẽ xảy ra hơn, chắc chắn là dự định đúng không? Okay. So for will, we use in case that we want to talk about a future decision at the moment of speaking without, remember, without any plan, without any plan. Okay. Một cái quyết định ở trong tương lai, một cái việc mà mình sẽ làm trong tương lai mà mình chỉ nói thôi, mình chưa biết là nó có xảy ra hay không. Tôi sẽ làm cái gì đó, tôi sẽ làm cái gì đó. Ok. Rồi, for be going to, right? We use in case you want to talk about a future decision that is planned. Okay? That is planned. For ông này, cho cái ông be going to này, các bạn sẽ dùng khi mà các bạn nói về một cái dự định, đúng không? Mà mình có kế hoạch rồi. Ok, bây giờ mình sẽ đi vào hai cái ví dụ là chúng ta có thể hiểu được. I'll get married someday. I'll tức là I will nhá. Tôi sẽ lấy vợ hay lấy chồng. Tôi lập gia đình đi, tôi sẽ lập gia đình một ngày nào đó. Thì tôi đang ngồi nói chuyện chém gió cà phê bạn bè, tôi nói tôi sẽ lấy vợ, nhưng chưa biết khi nào, đúng không? Chúng ta không có kế hoạch thì chúng ta nói kiểu này nhá. Thì khi mà mình nói là tôi sẽ lấy vợ thì hoặc là tôi sẽ lấy chồng thì chưa có kế hoạch cụ thể gì nhá. Ok, I'm going to get married next year. I'm going to thì mình đọc thường về bản ngữ, hoặc là khi mình đọc nhanh mình sẽ đọc là I'm gonna, nhưng trong từ điển thì là gonna, but mình đọc thường là I'm gonna get married next year. Ok, tôi dự định là lập gia đình vào năm tới, tức là lúc đấy mình đã có kế hoạch cụ thể rồi, mình có kế hoạch cụ thể rồi. Cũng không chắc chắn hoàn toàn là nó sẽ xảy ra, tại vì tương lai mà ai biết trước được, nhưng mà nó high possibility, tức là cái khả năng xảy ra của nó cao hơn thằng will. Thằng going to này sẽ dùng khi mình nói về một cái dự định, có kế hoạch. Còn thằng will này thì chỉ nói vui mồm một cái sự kiện nào đó có thể xảy ra trong tương lai. Alright, I hope that you learned something today. Bye bye.